Bây giờ mới chỉ bắt đầu của mùa hè thôi và sau khoảng thời gian gần 3 năm dịch bệnh thì rõ ràng nhu cầu đi du lịch của mọi người là rất lớn. Vì thế những hành động như là ảnh hưởng và gây hại, làm hỏng đi những cái nét đẹp của thiên nhiên là điều rất nên tránh. Chúng ta cần phải nhắc kỹ cho người nhà của mình, nhất là trẻ em, để không vô tình gây ra những cái vấn đề mà chúng tôi vừa nêu. Tiếp theo là một vấn đề mà nhiều người cũng đang quan tâm, nó bất thường nhiều hơn. Năm nay được đánh giá là một năm mà thời tiết cũng rất là khó lường. Dù đã là mùa hè nhưng mà trong tháng 5 thì miền Bắc cũng trải qua những đợt mưa vì không khí lạnh rất là hiếm gặp. Và kiểu thời tiết bất thường này thì cũng đã dẫn đến tình trạng là ngay giữa mùa hè thì lại có những người phải nhập viện khám vì mắc bệnh mùa đông. Tại một số cơ sở y tế, theo ghi nhận thì số lượng bệnh nhân đã tăng từ 20 tới 30% so với cùng kỳ, ghi nhận tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. Môi viêm, nẻ, bong chóc, đau rát, đây là những bệnh mà nhiều người dân gặp phải trong mùa đông khi trời rét. Tuy nhiên đã sang hè vài tháng nhưng bệnh nhân này vẫn gặp tình trạng trên, thậm chí bệnh dai dẳng không có dấu hiệu đỡ. Môi em bình thường thì nẻ nhưng không hiểu sao đến mùa hè thì nó vẫn bong chóc nên em phải nhập viện khám. Tuy nhiên, trường hợp bệnh nhân trên vẫn còn nhẹ, bởi tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, thời gian qua đã ghi nhận khá nhiều người mắc viêm da cơ địa, căn bệnh đặc trưng của mùa đông. Không chỉ gây khó chịu, mất thẩm mỹ, mà đã có những bệnh nhân bị trở nặng, phải nhập viện điều trị. Bé trai 5 tháng tuổi này là một ví dụ. Mới đầu là bị hai bên má nó đổi nổi rát đỏ, ấy, rồi trán, xong nó lan dần ra tay với chân, với bụng với lưng. Không cho gái là bé lại khóc thét lên. Thì gần như là toàn thân đỏ hết, rồi bong vẩy rất là nhiều. Một số các cái trường hợp, ví dụ như ở cẳng chân hay là ở mặt thì có nhiều các mụn nước, chảy nước nữa. Và bệnh nhân ngứa rất là nhiều. Các bác sĩ cho biết viêm da cơ địa, vẩy nến, viêm nang lông, viêm da dầu là những căn bệnh phổ biến vào mùa đông khi trời rét, hanh khô. Nhưng mùa hè năm nay, bệnh viện lại tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân đến khám. Theo các bác sĩ, thời tiết thay đổi thất thường, lúc nắng nóng, khi mưa nhiều, thậm chí tháng 5 vẫn còn những đợt khí lạnh là một trong những nguyên nhân của tình trạng này. Nếu mà khám khoảng 30-35 bệnh nhân thì khoảng 3-4 bệnh nhân viêm da cơ địa thôi. Đó là cả viêm da cơ địa và những cái thể khác của viêm da cơ địa ấy. Thì năm nay thì có thể khoảng 30-35 bệnh nhân đấy thì khoảng 10-15 bệnh nhân là những cái trường hợp mắc cái bệnh viêm da cơ địa. Bác sĩ cho biết trong số các bệnh nhân đến khám viêm da cơ địa trong thời gian vừa qua, có nhiều trẻ em dưới 2 tuổi. Bên cạnh đó cũng có một tỷ lệ lớn bệnh nhân là người trưởng thành bị á sừng bàn tay, bàn chân. Ngoài ra, nấm da cũng là một mặt bệnh gặp nhiều trong giai đoạn vừa qua. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần dưỡng ẩm đủ cho da, có một chế độ ăn uống khoa học, tránh xa các chất kích thích và nên thăm khám sớm khi thấy những dấu hiệu bất ổn,